Lần trước nói đến Jack đã nhặt được một bạn nữ zombie tiểu Mỹ. Để khiến cô ấy biến thành loài người, Jack thật không dễ dàng tìm được một liều thuốc giải. Bản thân không cẩn thận lại bị zombie cắn, nhưng anh ta vẫn đưa thuốc giải cho tiểu Mỹ. Sau đó chất độc xác chết của anh ta bùng phát và đã biến thành zombie. Tiểu Mỹ sau khi tiêm thuốc giải thì hồi phục thành loài người. Bảo vệ tiểu Mỹ gần như đã trở thành bản năng của Jack. Jack biến thành zombie vẫn như cũ vì tiểu Mỹ ngăn chặn sự công kích của zombie. Sau khi nhìn thấy tiểu Mỹ thành người trở về trong đoàn người, Jack đã rời đi. Nhưng nhân vật chính đã biến thành zombie. Như thế nào là một zombie bình thường? Jack đã trở thành anh cả của một bầy zombie, cả ngày đem bọn chúng đi làm việc. Hôm đó, dưới sự điều khiển của Jack, bọn họ đã đánh vào một nhà xưởng nhỏ. Nhưng anh ta dường như không phải là để cắn người mà là để tìm người. Sau một hồi đánh xé, chỉ còn lại một người đàn ông cường tráng cầm súng. Jack nhặt một cái chảo đế bằng dưới đất lên, chặn đạn từ người đàn ông cường tráng. Nhân lúc sau khi đối phương bắn hết đạn, một tiếng sọt đánh ngã người đàn ông cường tráng trên đất. Jack quay mình tiếp tục tìm kiếm, mỗi cô gái bên trong đều nhìn khắp cũng không phải là người muốn tìm. Lúc này anh ta chú ý đến một bé gái trên đất, trên chân có dấu cắn của zombie còn hiện ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Nhưng cô bé cũng không phải là người Jack muốn tìm. Jack tiếp trở lại trên đường. Trong đó một con zombie siêu cấp ánh sáng màu ửng xanh, sau khi gào một tiếng thì zombie gần đó xông đến phía loài người. Jack cũng không ngoại lệ, trong cơn mưa đạn, Jack cuối cùng đã tìm được bóng dáng luôn tâm niệm đó, cô ấy chính là tiểu Mỹ bạn gái của Jack. Tiểu Mỹ vừa bắn zombie vừa cứu người giữa đường. Đột nhiên phía sau cô ấy xuất hiện một con zombie, Jack lập tức xông qua chặn lại. Vừa quay đầu, tiểu Mỹ đang cầm súng nhắm vào anh ta, nhưng lập tức nhận ra Jack. Tiểu Mỹ ôm Jack và cắn sâu vào cánh tay anh ấy. Đây là lưu lại lúc tiểu Mỹ còn là zombie. Jack bình tĩnh kỳ lạ. Tiểu Mỹ đem anh ta về nhà và trang điểm cho Jack để che đi dị dạng trên mặt. Ngoài bề ngoài ra, hành vi cử chỉ của anh ta cũng khiến tiểu Mỹ mất khá nhiều thời gian dài uốn nắn. Còn lễ nghi trên bàn ăn rất khó ép một con zombie tuân thủ. Jack ăn đồ ăn luôn giống một con chó Husky đang rất đói. Hôm đó hai người ra ngoài, trước mặt đi đến hai người đi đường. Tiểu Mỹ nhanh chóng che đậy vết thương trên người Jack. Không ngờ chất độc xác chết của Jack phát tác, đột nhiên phát điên. Cô ấy vội vàng lên trước đẩy ra. Thật không dễ dàng đến đường mua sắm mang đầy vật tư về. Tiểu Mỹ phụ trách giết địch, Jack thì cõng cô ấy, trên người treo đầy túi hàng đã mua đi về. Vẫn quên uy hiếp zombie gần đó. Mày lo lắng cái gì, mày là xác chết độc thân. Ở trong nhà, Jack có thể nói là người giúp, cho dù hoạt động như một cái móc tạm thời hay một chiếc máy sấy tóc của con người, Tiểu Mỹ và Jack đều phối hợp vô cùng hiểu ngầm. Ra ngoài để ngăn Jack mất kiểm soát, Tiểu Mỹ đã đặc biệt buộc cho anh ấy một cái xích chó. Ngay khi Tiểu Mỹ tìm thấy một chai nước Happy Fat House, gần đó chui ra một người đàn ông cường tráng cầu cứu. Nhưng vết thương trên vai anh ta nói rõ đã bị zombie cắn qua, không bao lâu thì sẽ biến thành zombie. Người đàn ông cường tráng vẫn nhận ra, Jack là zombie trước đây dùng chảo đế bằng đánh ngất mình. Lúc hai người rơi vào giằng co, phía sau đột nhiên đi ra ba người đi đường, Tiểu Mỹ chen ở giữa cố gắng giải thích, bảo bọn họ đừng nổ súng với Jack và nói cô ấy sẽ đem Jack rời khỏi đây. Bất ngờ người đàn ông cường tráng đột nhiên biến thành zombie xông về hướng Tiểu Mỹ, Jack nhanh chóng đứng lên chặn lại, và người đi đường vừa nhìn thấy zombie thì bắt đầu di chuyển, tự nhiên nổ súng phòng bị và viên đạn gần như bắn vào người Jack. Mọi thứ xảy ra đột nhiên như vậy. Lúc Tiểu Mỹ bổ nhào đến đã không thể thay đổi được, và người đi đường cũng không yên tâm để lại một mình cô ấy liền kéo cô ấy chuẩn bị quay về nơi trú quân. Không ngờ trên đường gặp phải con zombie siêu cấp này. Hắn ta tốc độ cực nhanh đồng thời cứng đầu cứng cổ. Nhiều người rơi vào khủng hoảng. Nhìn thấy Jack ở đây, cô gái phát ánh sáng xanh đến bên cạnh Jack dùng sức mạnh của mình biến Jack thành zombie siêu cấp. Sau khi thăng cấp hoàn tất thì Jack tỉnh lại, nhanh chóng chạy đi cứu bạn gái Tiểu Mỹ. Lúc này rào cản đột nhiên xuất hiện và Tiểu Mỹ đã chặn đạn lại. Người đi đường dương mắt mà nhìn, vốn cho rằng zombie là cái thứ lợi hại, hóa ra anh ta ngay cả đường cũng nhìn không thấy. Xem ra vẫn là giao cho Jack. Có điều dựa vào cục diện hiện tại mà nói, một đối một dường như không thể. Đột nhiên Jack chú ý đến que kẹo trong tay cậu bé mập, thuận tay chụp lấy cái súng qua chế tạo. Kết hợp vui vẻ với nước Fat House cuối cùng đã đánh bại zombie cao cấp này. Người đi đường nhìn thấy Jack tuyệt vời như vậy, nhanh chóng lên phía trước lôi kéo Jack. Sau đó Jack và Tiểu Mỹ đã trải qua cuộc sống hạnh phúc không hổ thẹn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Ở đây là phim trinh thám, các bạn nào thích xem phim thì like và theo dõi nha. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!